Là các bạn thì hôm nay nhân thì mới gắn thêm là một con máy là sensor S3 ha. Thì này là có bo lo để điều chỉnh được là mình nó có thể nói ra được này là bên hồng cũng gắt tương tự như các máy khác không. Nhưng mà mẫu mã của hàng sensor R3 này đó rất là đẹp. Rồi nếu thì có anh sẽ nó test máy. Mẫu mã sẽ rất là đẹp. Máy này rất là yêu. Thông này thông mà hơi này khó chịu ra ha đi. Thông mà thông mà thông lạnh nè. Thì bên mình bán với con máy sensor này là S3 này là giá là 7.800.000. Có lắp đặt tại nhà thì bảo hành 12 tháng, trường hợp điện tử thì bảo hành tới 2 năm. Khi em có nhu cầu cần mua máy thì cứ xin lấy địa chỉ là 512-1 Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Và số hotline là 0939833160. Đây là bạn Hải nha. Kế bên đây là có cổng sạc USB để mình sạc gắm điện thoại. Chị để kim số 13 chưa? Rồi chị ok luôn á. Mai kim 13 mới được hả? Ừ. Hay 12 là cũng được hả chị? Mẹ ơi, gỡ con gỡ bánh gỡ bánh gỡ bánh gỡ bánh gỡ đạp đang là nó lâu nó bỏ rồi. Xin chào tất cả anh em nha.